K-phobia về vẻ hội chứng sợ hang động, ok? Bị lạc ở trong một cái hang động sâu thẳm ở dưới lòng đất về này. Bạn nhận ra rằng bạn không đơn độc ở dưới này. Có một con quái vật độc hại đã xâm chiếm bla 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 cái hang này và nó đang dần dần biến thành một cái thực thể sống theo cái con đường của nó. Bây giờ bạn phải sống sót và tìm đường ra khỏi cái hang này. Bla 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 bla. Ok, let's go. Hello. Hello. Press any key nè my friend. Hello. Ok, let's go my friend. Rất tiếc là mình chỉ sợ nhện chứ mình không sợ hang mấy friend ạ. Mình chỉ sợ nhện với lại sợ bò cạp với sợ rắn thôi chứ còn. Mấy friend có sợ hang động không thì thoát ra đi nha mấy friend. Ai mà sợ không gian hẹp với lại sợ hang động thì mấy friend nên lượn đi. Hãy để cho những người chuyên nghiệp làm việc của mình mấy friend. Hãy để cho những người gọi là có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mấy friend. Nhiều năm kinh nghiệm. Wow. Mình vừa nói sợ nhện xong nó cho một đống nhện mấy friend. Nhiều nhện quá mấy friend ơi, holy shit. Gì nữa? Thank you. Wow. Nhiều ánh sáng mấy friend. Hết xanh rồi đó. Thằng nào chơi cỏ, chơi cật và chơi game này thôi tuyệt vời luôn. Fuck, có tiếng gì mấy friend? Ok, báo động giả. Mạnh mẽ lên. Holy shit, lượn tới thêm một cái đèn màu xanh dương. Run. Mấy friend cứ bình tĩnh, mình là chuyên gia trong cái lĩnh vực trốn chạy này cho nên mấy friend cứ bình tĩnh. Thắt dây an toàn và mấy friend. Mình sẽ đưa mấy friend về với con đường chánh đạo, ok. Đưa mấy friend về lại với đất liền, ok. Bây giờ mình muốn mấy friend phải bình tĩnh, không được la hét, không được manh động. Mình không nói mấy friend mà manh động thì mình sẽ không còn bình tĩnh. À đừng có la cho vật. Let's go. Lại thêm một đèn mới mấy friend. Thêm một màu sắc nữa trong cuộc sống, ok. Hơi sáng một tí nhưng mà kệ nó, có còn hơn không. Oh shit, mình nhảy được này mấy friend. Mình biết là nhà phát hành game người ta có chỗ. Màu xanh này không đủ sáng mấy friend này. Mình cần thêm một màu nữa. Mấy friend cho mình một màu sắc gì đó đi mấy friend. Hello, màu hồng cũng được. Mình bây giờ không chịu. Hết hồn. Cái gì đây? À, có đèn kìa mấy friend. Fuck. À, XYZ. Mấy friend ạ, đi xuống 3 tầng là mình đến tầng 11. Là có kim cương. Tầng 12 rồi. Fucking hell. Kim cương đang bò kìa. Fuck. Kim cương kìa mấy friend. Nó không thấy mình à? Sao nhìn nó ngu thế? À. Ê! Lách, yes. Lách tiếp, yes. Easy my friend, lách tiếp, yes. I'm so pro my friend, I'm so fucking pro. Bây giờ đây là đâu, tôi là thằng nào? Nhiều màu mấy friend ơi. Ước gì mình hai tay cầm hai màu được. Game này chơi vừa đau mắt mà vừa đau đầu nữa. Đau đầu có nghĩa là mình đang định hình trong đầu mình một cái bản đồ ấy mấy friend. Để mình xác định xem là mình chạy đường nào ấy. Càng định hình thấy càng sai, ok. Lách my friend. À! No, you can't catch me, my friend. You can't catch me. Ah! Anh bắt được em rồi. Game này có end không vậy? Có thằng nào phá đạo được game này đây không mấy bạn? Mình nghi lắm. Hello. Mình nghi game này chắc không có end rồi mấy bạn ạ. Oh yes. Fucking yes. Ah! Má mình tưởng nó không bò được, nó bò được. Vẫn có thằng bò được. Chỗ này quen vài kích mấy friend ơi. Sao giống đầu game quá vậy? Chỗ này đầu game mà. Mình có thể ngửi thấy cái mùi nước đáy của mình đâu đây mấy friend. Tại vì đầu game mình có đáy ở đây một bài, ok. Kiểu như để đánh dấu mấy friend. Đó cũng là một trong những kỹ năng sinh tồn đấy mấy friend. Trước khi cười vào mặt mình mấy friend nên nhớ một điều là trong một cái hang động vừa tối mà vừa ẩm ướt như thế này mấy friend, vừa không có bản đồ, vừa không biết đây là hướng nào, không biết đông tây nam bắc mấy friend. Mấy phải dùng mọi cách để có thể đánh dấu được nơi mình đang ở, hiểu không? Còn cách nào hay hơn là mấy friend đá ở đó một bài này, lâu lâu mấy friend quay lại ngửi một phát, mấy friend biết được à, vậy là mình đã đi đường vòng rồi mấy friend. Vậy nhưng không phải. Đây là đâu ấy? Hello. Lạc lối này rồi mấy friend này. Ôi. Fuck, không quẹo phải rồi, mấy friend không quẹo phải rồi, mình từ bỏ quy tắc quẹo phải rồi. Chính cái quy tắc quẹo phải mà này giờ mình. Sao đường này dài thế? Vừa thẳng mà vừa dài mà dài thế. Hello. Wait what? Oh yes. Nice. À bye 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 bye. Mấy friend có ngửi thấy mùi gì khai khai không? Nếu mà mấy friend thắc mắc thì này giờ mình đái đúng một bài thôi, ok. Cho nên là khi mình nói cái mùi gì khai khai không có nghĩa là chúng ta lại quay lại đúng cái chỗ này đấy mấy friend. Chắc mình vứt cái này lại đây mấy friend ạ. Đây là một cái ngã tư đúng không? Chỗ này là đường cụt đúng không? Mình sẽ bỏ này lại đây, ok. Mấy friend thấy cái đèn xanh này có nghĩa là đường cụt. Ok. Ok. Đồng nghĩa bây giờ shit, mọi thứ khó nhìn lên mấy friend. À! Ôi. Quy tắc quẹo trái mấy friend, quy tắc quẹo trái. Quẹo trái, quẹo trái. Giết em đi, giết em đi. Hiding spot my friend. Mình đang núp ở đâu á? Mình biết nhưng mà nó game đang nói là mình đang trốn my friend. Ok ok. Mình không trốn rồi nha mấy friend. Quy tắc quẹo trái my friend. Quẹo trái tiếp my friend. Fuck. Lại đi xuống nữa. What the hell? Quẹo trái tiếp my friend. Game này chơi đến mai không xong. Hello hello hello. Quẹo trái tiếp cho mấy friend. Nice, nice, nice. Lượng được màu hồng nha mấy friend. Này mình xin màu hồng, mấy friend cho mình màu hồng thật à. Mấy friend tốt vài cứt mấy friend. Ê. Nhưng mà không có máu à. Này giờ bị cắn như chó mà không bị sao mấy friend. Này giờ nó cắn chắc phải chục phát rồi đấy. Cái đèn này là đường cụt này. Mình vẫn nhớ này. Wow. Cái gì kìa mấy friend. Nice, nice, nice. Very nice. Nhưng mà sắp hẹo mẹ rồi. Chị đi vùng tròn mới vậy. What the fuck. Âm 13 mẹ rồi mấy friend ơi. Holy shit. Trong Minecraft như thế là nhà phát hành game nó ban hạc mấy friend lâu rồi. Làm sao mấy friend đi xuống tầng âm được. À! Một cái kết rất là đẹp mấy friend ạ. Một cái kết rất là đẹp cho một câu chuyện rất là buồn.